Học theo pháp tà rồi phiền não hừng hực, vì tâm điên đảo nên phát sanh các nghiệp thân ngữ ý, đều luôn nhận lấy quả khổ suy tổn không thể ưa thích. Do nhân duyên này tăng thêm cảnh giới địa ngục súc sanh ngạ quỷ, làm cho cung điện, cõi nước ma đông đảo. Do đây ác ma vui mừng hớn hở, muốn làm những điều gì đều tùy ý tự tại. Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa liền bị ác ma làm rối loạn. Nếu Đại Bồ Tát nào không ỷ vào danh hiệu hư vọng cùng việc công đức tu tập đầu đà của mình mà khinh miệt các chúng Bồ Tát tu các pháp thắng thiện khác, đối với các công đức xa lìa tăng thượng mạng, thường không khen mình cũng không chê người, luôn hiểu biết đúng những việc của ác ma, thì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không bị ác ma làm rối loạn. Lại nữa khánh hỷ, khi nào Đại Bồ Tát này cùng với người cầu thanh văn độc giác thừa gây gổ hủy miệt, phỉ báng nhau, thì bấy giờ ác ma thấy sự việc như vậy nên nghĩ, nay Bồ Tát này tuy xa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nhưng không xa lắm, tuy gần cảnh giới địa ngục súc sanh ngạ quỷ nhưng không gần lắm. Nghĩ như vậy xong tuy vui mừng nhưng không hớn hở. Khi nào Đại Bồ Tát cùng các chúng Đại Bồ Tát khác khinh miệt chê bai nhau, thì khi ấy thấy sự việc như vậy ác ma liền nghĩ, hai Bồ Tát này rất xa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, rất gần cảnh giới địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Nghĩ như vậy rồi rất vui mừng hớn hở và tăng thêm sức lực của chúng, làm cho hai bên bạn bè đấu tranh luôn không dứt, làm cho vô lượng vô biên hữu tình khác đều hết lòng nhàm chán đại thừa. Thì Đại Bồ Tát này khi tu Bát Nhã Ba La Mật Đa liền bị ác ma làm rối loạn. Đại Bồ Tát nào cùng người cầu thanh văn độc giác thừa, chẳng đấu tranh khinh miệt chê bai nhau phương tiện giáo hóa, làm cho hướng đến đại thừa hoặc khiến họ tu vượt lên trên thừa của mình, và cùng các thiện nam tử vân vân cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không khinh chê hủy báng đấu tranh nhau, cùng dạy bảo nhau tu pháp thắng thiện, mong thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển vận bánh xe diệu pháp độ các hữu tình, thì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không bị ác ma làm rối loạn. Lại nữa khánh hỷ, nếu Đại Bồ Tát nào chưa được thọ ký không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đối với các Đại Bồ Tát đã được thọ ký không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, sanh tâm tổn hại khinh miệt đấu tranh chê bai mắng nhiếc, Đại Bồ Tát này tùy theo phát khởi bao nhiêu tâm niệm không lợi ích thì thối lui bấy nhiêu kiếp từng tu thắng hạnh, trải qua bấy nhiêu đời xa lìa bạn lành, chịu lại bấy nhiêu đời sanh tử trói buộc. Nếu không bỏ tâm Đại Bồ Đề thì trở lại bấy nhiêu kiếp mặc áo giáp hoàng thệ, xin tu thắng hạnh không lúc nào gián đoạn, sau đó mới được bù đắp lại công đức đã bị lui sụt. Bấy giờ khánh hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này đã phát khởi tâm ác, sanh tử, tội khổ, thì phải luân hồi trải qua bấy nhiêu đời, hay ở nửa chừng cũng được ra khỏi. Đại Bồ Tát này bị lui thắng hạnh thì phải siêng năng trải bấy nhiêu kiếp mặc giáp hoàng thệ, tu các thắng hạnh không lúc nào gián đoạn, sau đó mới được bù đắp lại công đức đã bị lui sụt, hay là ở nửa chừng có thể phục hồi lại như từ trước. Phật bảo khánh hỷ: Ta vì Bồ Tát độc giác thanh văn thuyết cách xuất tội và phục hồi thiện lại. Khánh hỷ nên biết, Đại Bồ Tát nào trước được thọ ký không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đối với các Đại Bồ Tát đã được thọ ký không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, sanh tâm tổn hại đấu tranh khinh miệt hủy nhục chê bai, về sau không hổ thẹn giữ ác không bỏ, không chịu như pháp tỏ bày sám hối. Ta nói loại người ấy ở nơi nửa chừng không có nghĩa thoát tội và phục hồi thiện pháp, phải theo số kiếp như cũ luân hồi trong sanh tử xa lìa bạn lành, bị các khổ trói buộc. Nếu không xả bỏ tâm Đại Bồ Đề thì phải bấy nhiêu kiếp mặc giáp hoàng thệ, siêng tu thắng hạnh không có lúc nào gián đoạn, sau đó mới phục hồi công đức đã bị lui sụt. Đại Bồ Tát nào trước được thọ ký không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì đối với các Đại Bồ Tát đã được thọ ký không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tâm tổn hại đấu tranh khinh miệt mắng nhiếc hủy báng nhau, sau đó sanh hổ thẹn, tâm bỏ điều ác liền theo đúng pháp phát lồ sám lỗi.
Nghĩ thế này, ta nay đã được thân người vốn khó được, sao lại đẻ cho khởi lên tội lỗi, làm cho mất lợi lành lớn. Ta nên làm lợi ích cho tất cả hữu tình, sao lại làm hại chúng. Ta nên cung kính tất cả hữu tình như tôi tớ thờ chủ, sao lại kiêu mạn khinh miệt hủy nhục đối với hữu tình. Ta nên nhận chịu tất cả sự đánh đập trách mắng của hữu tình, sao lại đối với hữu tình đem sự tàn bạo của lời nói và hành động đáp lại họ. Ta nên hòa giải tất cả, làm cho hữu tình kính mến nhau, sao lại đưa ra lời lẽ hung ác để chống chọi chúng. Ta nên chịu đựng để tất cả hữu tình dẫm đạp mãi mãi như đường xá hay như chiếc cầu, sao trở lại lăng nhục chúng. Ta cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì cứu vớt khổ lớn sanh tử cho hữu tình, làm cho được niết bàn an vui hoàn toàn, sao lại muốn đem khổ đến cho chúng. Từ nay cho đến tận đời vị lai, ta nên như si, như câm, như mù, như điếc đối với các hữu tình không phân biệt, giả sử có bị chém đứt đầu chân cánh tay hoặc móc mắt cắt tai xẻo mũi cắt lưỡi, cưa xẻ tất cả chi thể thân phần, đối với hữu tình kia ta quyết không phát khởi ác. Nếu ta có ác tâm thì liền bị thối lui tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chướng ngại sự cầu trí nhất thiết trí, không thể làm lợi ích an vui cho hữu tình. Khánh hỷ nên biết, đối với đại bồ tát này, ta nói nửa chừng có thể thoát tội và phục hồi lại thiện pháp, chẳng còn trải qua nhiều kiếp số luân hồi sanh tử, không bị ác ma làm rối loạn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa khánh hỷ, các đại bồ tát cùng với những vị cầu thanh văn độc giác thừa như vậy chẳng nên giao thiệp. Giả sử cùng giao thiệp thì chẳng nên ở chung, giả sử cùng ở chung thì chẳng nên cùng với họ bàn luận xác quyết nghĩa lý. Vì sao? Vì nếu cùng với họ luận bàn để xác định nghĩa lý thì sẽ có thể phát sinh tâm giận dữ vân vân, hoặc phát sinh lời lẽ thô ác. Nhưng các Bồ Tát đối với các loài hữu tình thì không nên giận dữ vân vân, cũng không nên nói lời thô ác. Giả sử bị chém đứt đầu chân tay thân phần, cũng không nên nói lời giận dữ. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát nên nghĩ, ta cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề vì cứu giúp hữu tình dứt hẳn khổ sanh tử, làm cho được lợi ích an vui hoàn toàn, đâu cho phép gây việc ác cho họ. Khánh hỷ nên biết, nếu đại bồ tát nào đối với loài hữu tình mà giận dữ nói ra lời thô ác thì liền bị trở ngại quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề và hương ngoại vô biên pháp hạnh của bồ tát. Thế nên chúng đại bồ tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đối với các hữu tình không nên giận dữ, cũng không nên nói lời thô ác. Bấy giờ khánh hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại bồ tát cùng đại bồ tát làm cách nào để cùng ở chung? Phật bảo khánh hỷ, các đại bồ tát cùng đại bồ tát ở chung nên xem nhau như đại sư. Vì sao? Vì các đại bồ tát cùng đại bồ tát hỗ trợ nhau nên nghĩ thế này, đại bồ tát kia là bạn lành chân thật của chúng ta, cùng chúng ta làm bạn, đồng ngồi một thuyền, đồng đi một đường, đồng tới một chỗ, đồng làm một việc. Chúng ta cùng với họ, cùng học một thời gian, cùng một nơi chốn và cùng được học một giáo pháp. Nếu học như vậy thì không khác nhau. Lại nghĩ các Bồ Tát kia vì chúng ta thuyết đạo Đại Bồ Đề, tức là bạn lành của ta, cũng là đạo sư của ta. Nếu Đại Bồ Tát kia trụ ý nghĩ xen tạp, xa lìa ý nghĩ tương ưng với trí nhất thiết trí, thì ta sẽ không học chung với các vị ấy. Nếu Đại Bồ Tát kia lìa ý nghĩ xen tạp, không lìa ý nghĩ tương ưng trí nhất thiết trí, thì ta nên thường cùng học tập với họ. Khánh hỷ nên biết, nếu Đại Bồ Tát luôn học như vậy, thì tư lương Bồ Đề mau được viên mãn, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ở giai đoạn nửa chừng không bị chướng ngại.